Xin chào các bạn. Bên cạnh các sản phẩm chậu inox thì chậu đá cũng là lựa chọn phù hợp cho những không gian bếp của gia đình hiện đại. Và trong video ngày hôm nay, chia sẻ giới thiệu đến các bạn sản phẩm chậu đá 2 ngăn kết hợp bàn chòi đến từ hãng Hepler với mã là Plancosia 8S 565-76359, thiết kế màu đen rất là hiện đại. Hãy cùng chị khám phá chiếc chậu này trong video ngày hôm nay nhé. 565-76359 là sản phẩm mẫu chậu đá của Hepler thuộc dòng Blanco, có xuất xứ là từ châu Âu. Chiếc chậu này sẽ có chiều ngang là 116cm và chiều sâu là 50cm. Với thiết kế này, chậu được phân lên làm hai ngăn rửa rất là rộng rãi, kết hợp với bàn chòi để giúp bạn có thể thoải mái hơn khi sơ chế cũng như là rửa chén hàng ngày. Cái thành chậu thì được thiết kế phẳng và đồng nhất, có thể vừa lắp nổi và vừa lắp âm, với kích thước lắp nổi là 114x48 và kích thước lắp âm là 113x48. Thì với những phương thức lắp đặt như thế này thì các bạn có thể thoải mái tùy ý lựa chọn phương thức lắp đặt sao cho phù hợp với không gian bếp của nhà mình. Về mặt hoàn thiện thì chiếc chậu này sẽ được hoàn thiện từ chất liệu đá Rennet với ưu điểm là khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, chịu được va chạm trong quá trình sử dụng, ít bị trầy xước nè, ít bám vân tay và chúng ta dễ dàng vệ sinh sau khi đã sử dụng xong. Thì với chất liệu này thì khả năng chống chịu được lực tác động rất là tốt và có thể giữ được màu sắc của chậu bền vững theo thời gian. Với chiều ngang là 116cm thì chiếc chậu được phân ra làm 3 vùng riêng biệt. Thì ở đây chúng ta sẽ có 2 vùng rửa và ở đây là chúng ta sẽ có một cái bàn chờ. Với vùng rửa thì chúng ta sẽ thấy là hai ngăn thiết kế bằng nhau, rất là rộng lớn để các bạn có thể thoải mái rửa chén, rửa thực phẩm cũng như là rửa các loại son nồi kích thước lớn mà không có bị vướng víu ha. Thì kích thước của mỗi vùng rửa là 33.7x45cm, rất là rộng rãi. Ngăn cách giữa hai vùng rửa là cái thành chậu rất là chắc chắn. Còn ở bên ngoài cùng bên phải thì chúng ta sẽ có một cái bàn chờ rất là lớn luôn. Thì các bạn có thể tận dụng cái bàn chờ này để chúng ta đặt thực phẩm cần rửa lên đây, hoặc là đặt chén bát lên đây đợi cho nó khô, hoặc là chúng ta đặt thớt lên để chúng ta có thể chuẩn bị sơ chế thức ăn rất là tiện lợi. Đặc biệt là phần chính giữa của chậu sẽ được thiết kế các rãnh nhỏ xuống như thế này để giúp cho nước cũng như là thực phẩm hoặc là cặn bẩn dễ dàng trôi xuống hơn mà không có bị động lại ở cái phần góc của chậu. Đặc biệt là với thiết kế chậu này thì các bạn có thể tùy chỉnh bàn chờ đặt ở bên phải nè, hoặc là mình xoay ra mình đặt ở bên trái. Thì khi mà các bạn đặt ở bên trái thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ để các bạn có thể đặt ngay vòi rửa chén mà không cần phải thoát thêm lỗ ở ngoài thành bếp nữa ha. Ví dụ như là Chi đang có cái bàn chờ nằm bên phải thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thành để các bạn gắn vòi nè. Còn khi quay ngược lại thì chỗ này sẽ là cái nơi để các bạn gắn vòi rửa chén nha, rất là tiện lợi. Về phần chậu rửa thì chúng ta có thể thấy thiết kế lòng chậu rất là sâu để giúp nước không có bị bắn ra khi chúng ta rửa chén, rửa thực phẩm, đồng thời là giúp các bạn có một không gian rửa chén rất là thoải mái. Về góc chậu thì được thiết kế thoải và nó được bo cong ở các góc như thế này giúp cho nước cũng như là cặn bẩn dễ dàng trôi xuống hơn mà không bị động lại ở cái phần góc của chậu ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái rổ lọc rác bằng inox nè. Thì cả hai bên chậu thì được trang bị rổ lọc rác ha, có tác dụng giữ lại là rác trong quá trình các bạn chế biến thức ăn cũng như là chế biến thực phẩm. Thì các bạn có thể nhấc lên rất là nhẹ nhàng để chúng ta đem đi đổ. Ở bên dưới rổ lọc rác còn có trang bị là ron cao su để giúp biến chậu thành một vật rửa rất là dễ dàng. Ví dụ như các bạn còn nước để ngâm hoặc là rã đông rau củ hoặc là thực phẩm thì các bạn chỉ cần ấn nhẹ cái ron cao su này xuống thì lúc này nước nó sẽ không thoát xuống và giúp các bạn dễ dàng rã đông cũng như là ngâm rửa rau củ quả hơn. Khi các bạn cần nước thoát xuống thì chúng ta chỉ cần nhấc nhẹ lên là được. Ngăn cách giữa hai bên chậu rửa là thành chậu được thiết kế rất là dày và chắc chắn. Ở bên thành chậu còn được trang bị là lỗ thoát nước nha, có tác dụng là giúp nước thoát xuống rất là dễ dàng khi mà các bạn sử dụng nước quá nhiều. Thì lỗ thoát nước sẽ giúp nước thoát ra nhanh hơn để không có bị tràn nước ra ngoài trong quá trình sử dụng. Một ưu điểm nữa trong cái phần thiết kế của chậu là cái phần thành chậu sẽ được trang bị thêm lỗ để các bạn có thể gắn trực tiếp vào rửa chén lên trên chậu mà không cần phải khoan lỗ trực tiếp ra cái phần nền đá bên ngoài. Thì với chiếc chậu màu đen như thế này thì các bạn có thể kết hợp với các sản phẩm vòi đá có màu sắc tương tự. Thì ví dụ như ở đây là chỉ có vòi Blanco 565-68-350 thì các bạn có thể kết hợp với chậu để tạo nên cái sự đồng điệu hơn cho sản phẩm. Với những chia sẻ vừa rồi thì các bạn nghĩ sao nếu cho gia đình chúng ta sở hữu một chiếc chậu đá như thế này để đáp ứng thuận tiện cho việc rửa chén cũng như sơ chế thực phẩm hàng ngày? Với thiết kế hai ngăn rửa rất là rộng rãi kết hợp với bàn chờ thì chắc chắn chiếc chậu sẽ đem lại cái sự thoải mái cho người lựa chọn khi bước chân vào gian bếp, đồng thời là chất liệu đá Rennet có độ bền cao và có thể sử dụng được lâu dài. Với chiếc chậu này thì các bạn sẽ nhận được chính sách bảo hành là 5 năm chính hãng, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là dịch vụ bảo hành sau khi mua sắm. Nếu như yêu thích sản phẩm này, các bạn có thể đến ngay các showroom của Epson để được trải nghiệm trực tiếp, hoặc các bạn có thể gọi hotline 1800 6775 hoặc truy cập website www.epson.com để được nhân viên Epson tư vấn chi tiết hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.